Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh đọc sách quán truyện của mình. Và chúng ta sẽ cùng nhau đọc một đầu báo có tựa đề Khán giả toàn cầu chờ đợi dự án mới từ Jim BTS. Khán giả và những người hâm mộ đã tiếp tục háo hức chờ đợi những dự án cá nhân mới của Jin kể từ sau khi anh xuất hiện. Jin là thành viên đầu tiên của nhóm nhạc BTS hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Chính vì vậy, mọi hoạt động của anh đều được những người hâm mộ trên toàn thế giới mong chờ. Kể từ sau khi xuất ngũ, anh cả BTS đã chứng tỏ bản thân là một siêu sao toàn cầu bằng cách tham gia nhiều chương trình thật kỹ khác nhau. Các chương trình đều nhận được sự quan tâm lớn của khán giả thế giới. Ngoài ra, Jin đã tổ chức sự kiện gặp gỡ người hâm mộ tại sân vận động Jamsil vào tháng 6. Cuộc gặp gỡ thu hơn 4.000 người hâm mộ tới tham dự. À, chú ý hơn cả, thật tượng gây ấn tượng khi trở thành người xuất quốc tại thế vận động Olympic Paris năm 2024. Điều này giúp anh trở thành người nước ngoài đầu tiên chạy qua bảo tàng Louvre vào ngày của lễ quốc gia lớn nhất của nước Pháp, The Bastille. Với màn trở lại hoành tráng, Jin một lần nữa chứng minh được sự lớn tiếng của mình khi có lượt tìm kiếm cao nhất thế giới. Hiện những người hâm mộ đang mong chờ sự dự án tiếp theo của anh. Trong đó, khán giả tò mò về ngôi sao K-pop và ra mắt tư cách nghệ sĩ solo trong lúc chờ các thành viên còn lại xuất ngũ hay không. Để con bé khá giả, chỉ làm việc một điều nào đã tìm mọi người thích mang vật và hai đến cho mọi chuyện. Và 7 thành viên còn lại của BTS sẽ hội đủ đầy đủ vào năm 2025 sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hàn Quốc. Mặc dù nhóm trong thời gian ngừng hoạt động, những người hâm mộ vẫn luôn thể hiện lòng trung thành của mình, sẵn sàng chờ đợi tiếng về trở lại BTS. Và như chúng ta có thể thấy, đây là hình này. Anh cả BTS tôi. Anh Hải, Hải dã man. Không không là Hải đúng không ạ? Nói nào mặn từ trong chữ siêu mặn mòi anh này sau khi xin thì kiểu tham gia khá là nhiều các chương trình tạp kỹ và kiểu mặn sẵn rồi mà nên là kiểu được ủng hộ rất là nhiều, kiểu đi chương trình nào kiểu em khá là ổn đấy. Ông này là kiểu anh này là một trong số những người kiểu mặn mòi nhất trong cái nhóm luôn, có thể gặp những người như thế. Đây là một liên hệ câu chuyện người vừa có những tuổi đến vị của thầy trò tôi cũng muốn người biết đến tên là cả nhóm các bạn. Một số cá thể thì là siêu cấp mạnh đặc biệt từ đi sát cầu đắng không chỉ bị chửi nhưng ngoài thế người có thể nhìn thấy ba khi kết thúc suốt đó khi ngon chuyện có trường phần người tổng thọ toàn cười nhiều thứ tốt đẹp Xin vì BTS tiêu khiển đi chúng ta sẽ chờ xem trở lại của anh ấy chương trình tiếp theo khá là nóng chờ. Xin ok, chúng ta sẽ cùng nhau xem một vài bài báo khác để sẽ tìm kiếm một vài bài báo khác. Thực ra là mình chán đọc tin tức về mấy cái loại xe rượu rồi nên sẽ tội nha. Ok, vậy là mình đã đọc xong.
Đầu báo ngày hôm nay dành cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.